Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like vào comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Sáng hôm sau, khi Thái Dương ló dạng phương Đông, Viu Sư Phó và Tiết Thiếu Hoa đã dòng ngựa lên kinh vì nóng lòng theo phụ thần, Tiết Thiếu Hoa muốn dụng ngựa chạy cho nhanh. Xong Viu Sư Phó cứ từ từ cho ngựa bước đều như là kẻ nhàn dù dạo cành. Thành thử chàng không dám vượt lên, cứ léo đéo theo sau. Ra khỏi thành lạc dương, Tiết Thiếu Hoa cứ để ý xem chừng Sư Phó mãi. Thấy lão không có vẻ gì là vội vàng gấp rút, chàng không dàn được, nóng nảy khẽ gọi. Sư Phó Viu Sư Phó điển nhiên <laughs> Ờ, có việc gì vậy? Tiết Thiếu Hoa thốt lên. Mình nên đi nhanh đi chứ, cứ lững thững như thế này biết chừng nào mới tới nơi. View Sư phó thoáng nhìn chàng một cái nói, "Còn uh, tưởng là chúng ta thật sự đến Kinh Thành ư?" Tiếp Thiếu Hoa kinh ngạc. "Không đến Kinh Thành thì đi đâu? Chính Sư phó đã bảo kia mà." View Sư phó gật đầu. "Đúng vậy." chính ta đã bảo là về kinh tiết thiếu hoa càng kinh ngạc rồi bây giờ sư phó định đi đâu vu sư phó mỉm cười nói việc đến ở kinh thành là do ta bịa đặt để chấn an phu nhân tạm thời đấy thôi tiết thiếu hoa run rẩy cả người vậy ra phụ thân đệ tử không được triều đình triệu về kinh để chữa trị cho vương phi ư vu sư phó gật đầu Đương nhiên là không phải rồi Tiết Thiếu Hoa hấp tấp Vậy là phụ thần không phải là do quan phủ sai nhà dịch bắt đi ư Vưu Sư Phó lại gật đầu Đương nhiên là không phải rồi Tiết Thiếu Hoa nóng nảy Sư Phó có biết bọn nào lộng hành như vậy hay không Vưu Sư Phó lắc đầu Nếu biết được thì còn nói gì nữa Ta đang suy nghĩ về việc đấy Việc này hết sức là mơ hồ Ta không dám định ra làm sao Tiết Thiếu Hoa lo lắng Sư phó cho rằng Hai tên nhà dịch là người của võ lâm cải dạng hử vụ sư phó mờ màng Rất có thể là như vậy đấy Tiết Thiếu Hoa trầm ngâm một chút Đêm rồi năm tên nhà dịch Bắt bọn Long Môn ngũ quái tại miếu thổ địa Hai tên lại bắt phụ thần Chúng là ai? Cùng một tổ chức hay là riêng biệt Vương Sư Phó thở dài Cùng một tổ chức là phải hơn Tiết Thiếu Hòa kêu lên Sư Phó Làm thế nào bây giờ Sư Phó có cách gì chăng Vương Sư Phó do dự một chút Có thể có Mà cũng có thể là chưa có Tiết Thiếu Hòa chố mắt đệ tử không hiểu gì viêu sư phó chỉ tay về phía trước mặt tả ra bà ở trước kia mình đến miếu thổ địa sẽ nói chuyện tiện hơn ta có việc trọng yếu nói với con về hướng tây tả ra bà là nơi trọng yếu giao thông đến mạnh tần miếu thổ địa nằm giữa lăng minh đế và hớn trường đế cách quan lộ khá là xa dù ban ngày ban mặt cũng không có người lai vãng nên nơi đó yên tĩnh vô cùng. Hai sư đồ đến miếu, xuống ngựa cột cường vào thân cây. Chưa kịp tiến vào, bỗng bên trong có tiếng cười vọng ra. Tiếng cười là do một lão nhân phát ra. Dứt tiếng cười, một giọng nói lại tiếp theo. Địa phương này ở kể già cũng khá lắm đấy. Mỗi ngày cứ vào giờ này là có người đến đây. Tiết Thiếu Hoa giận mình quá to. Ai? Ai ở trong đấy? Giọng lão đáp vọng ra Ờ ta Ta là một lão đạo bần cùng đây Tiết thiếu hoa do dự dừng chân lại Đưa mắt qua sư phụ Thấp giọng hỏi Sư phụ Bên trong có người Mình còn vào đó hay là không Viu sư phó chưa kịp trả lời Tiếng lão lại nói vọng ra Thì đã đến cửa Thì vào đi Nếu không vào Thì lão đạo lấy gì mà sống Viu sư phó chớp mắt ánh ngời, nhưng chỉ một thoáng, tia nhìn lại dịu lại ngay. Lão gật gật đầu. Theo ta đi vào trong. Lão đạo lại oang oang nói vọng ra. Ờ, ừ, phải đó, vào trong đây đi. Vào có lợi hơn là không vào. Kẻ nào có duyên mới vào đây. Lão đạo sẽ hóa duyên cho nhà nhờ. Thế ra lão già là một du phương đạo sĩ. Vưu sư phó đi trước, tiết thiếu hòa theo sau, Thời gian lúc đó vừa quá bình minh, vầng thái dương đã lên khỏi đầu cành, chiếu nghiêng nghiêng ánh sáng, dọi đến nền đại điện. Nơi góc bên tả, một lão đạo vận áo màu trò, đầu tóc bạc trắng đang ngồi tròn chân, đầu rút xuống thấp như là kẻo ngủ ngồi. Đúng là một lão đạo bần cùng, mặt mày khô đét, tác độ trên 70. Chiếc đạo bào rách tươm trông thệt thảm vô cùng. Lão có vẻ là một hành khất hơn là một đạo sĩ lão nghe tiếng trần vội mở bừng mắt. Đôi mắt lem nhem quá, lão nhìn hai sư đồ thoáng lộ vẻ hân hoàn. Lão chấp hai tay trước ngực, buông lời ve vuốt. Ồ, đúng là một vị công tử thích làm điều lành, ham việc bố thí. Vận khí của lão đỏ này làm sao? Vận khí ở công tử đỏ làm sao? Viu sư phó trước đó đã nghe thanh âm của lão đã sinh nghi ngờ. Giờ đây lại nghe lão nói, trông thấy lão nhận ra lão không có vẻ gì ngụy dị nghi ngờ tan biến mất lão đạo không khác nào một đạo sĩ du phương thông thường nham nhảm trên dòng hồ nơi nào cũng có chuyên nói khéo kiếm ăn chứ còn cái mặc thì họ chẳng cần bởi nghề của họ bắt buộc không cho mặc tươm tất sư phó cất tiếng hỏi lão đạo chú ngụ ở đây ư ừ. lão đạo à một tiếng cười lớn ờ thị dạ đây là một lão quản gia. Lão đạo cảm lỗi thất kính. Lão đạo đến lạc giường chú ngụ đại miếu này đã bảo hùm rồi. Lão đạo có nói ngoài chăng? Thì mới đêm vừa rồi, Hay thầy trò ở tại đây cho chiến đấu với long môn ngũ quái. Thầy ẩn nấp đâu đấy để mà trợ lực. Mãi đến canh tử, Hay thầy trò mới rời khỏi miếu. Họ có bắt gặp ma nào đâu. Thế mà lại bảo đã chú ngụ tại đây đã bảo hùm rồi. Tuy nhiên Viu Sư Phó không hề moi móc sự kiện đó, chỉ thảm nhiên hỏi. Đạo trưởng pháp hiệu là gì? Tu dưỡng tại quán nào? Lão đạo mở to mắt, bật cười hắc hắc. Đạo là đạo nền tu. Tu cái đạo phi thường mới đáng tu. Danh là cái gì để đời? Nói đến danh là phải có cái danh phi thường. Mà danh phi thường không phải mỗi người mỗi biết nên cầm như vô danh. Do đó, lão cần gì phải nói đến cái danh của lão. Vô danh cũng thế, danh phi thường cũng thế. Còn như am quán thì kẻ tu đạo vân du khắp thiên hạ, đầu cũng là am, đầu chẳng là quán. Tại sao lại phải hạn chế trong bốn bức tường? Tại sao phải có nhất định một địa phương Viu sư phó thầy lão cố mượn huyền vị để tạo cho mình một xuất xứ kỳ bí, cố tạo cho mình một phong thái đạo sĩ thoát trần, không tránh khỏi cười thầm. Cho rằng bất quá lão chỉ là một kẻ khoác đạo y, lê gót chân khắp giang hồ. Lấy việc lừa dối thiên hạ làm phương tiện sinh nhai, chỉ có hạng ngu dần mới tin nổi lão. Trái lại Tiếp thiếu hoa chưa có kinh nghiệm chút nào, tự nhiên là thán phục lão, xem lão là một vị thần tiên xuống trần để dạy đạo độ đời. Đôi mắt lão lem hem như là quáng manh, song lão lại có một sự nhận xét vô cùng xác đáng. Lão nhìn Tiết Thiếu Hoa một lúc, gật gật đầu nói. Vị công tử này, cốt cách thanh kỳ, tiền trình phải rộng lớn. Gặp lão đây... đúng là cái duyên may cho công tử. <laughs> duyên là hương hỏa duyên. Dù cái duyên đó cũng không phải dễ gặp. Lão muốn công tử đừng phụ cái duyên hương hỏa này. Lão đạo nói đến hương hỏa duyên là muốn dò cái túi tiền của Tiết Thiếu Hòa. Chàng có biết là lão lừa mình hay chăng? Chàng hỏi nhanh. Đạo trưởng muốn bao nhiêu? Vưu sư phó cao mày dùng phép truyền âm nhập mật ngăn chàng. Còn đừng mắc lừa lão. Lão đạo nghe Tiết Thiếu Hòa nói thế, sang mắt lên, cười vẻ vuốt. Ồ, oh, uh, không cần nhiều, cũng uh, không thể ít. Lão đạo vần dù khắp trốn, gặp không biết bao nhiêu là người. Xong uh, đều là những kẻ vô duyên. Thế mới biết, người hữu duyên rất là hiếm. Tuy nhiên hôm qua, có một vị tiểu cô nương, đúng là người hữu duyên. Vừa gặp lão, đã tặng ngày 50 lạng vàng, hoàn thành cái duyên hương hòa. Tiền lão mở miệng ra là lại nhắc đến tiền. Lão giàn cảnh để gài đối thoại vấn đề tiền. Lão nói bồ bồ, nước bọt văng tung tóe nhiễu lòng thòng hai bên mép. Lão đưa tay áo quẹt khổ, vẫn tiếp nói hoàng hoàng. Có kẻ cho rằng vị cô nương đó bị lão lừa. <laughs> kẻ đó có biết đâu đó là một duyên pháp. Hữu duyên với vô duyên chỉ sai biệt một ly, nhưng hậu quả cách xa ngàn dặm. Lão cười hắc hắc, cười dứt lại tiếp. Có gì đâu, vì tiểu cô nương đó có một việc nhờ lão, nên sẵn sàng trao cho lão 50 lạng vàng. Cái duyên ở chỗ có thể gặp được người mình nhờ được. Nếu không duyên, dù tải bạc đi khắp trần gian, vị tất sẽ gặp được người hữu ích cho mình. Ờ, vậy thì, số vàng 50 lạng tưởng không đến nỗi nhiều vậy. Công tử muốn hoàn thành duyên hương hỏa, thiết tưởng nên lấy số đó làm đỉnh lệ. Tiết thiếu hoa đang hồi niên thiếu, giàu tự ái một cách ngông cuồng. Nghe nói có thiếu nữ tặng số vàng to, mặt chàng thoáng đỏ bừng vì thẹn, không chịu kém, buột miệng thốt lên. Tại hạ xin biếu một trăm lượng bạc, tiền bối nghĩ sao? Một trăm lượng bạc, sánh sao nổi với năm mươi lạng vàng tự nhiên Tiết Thiếu Hoa phải hổ thẹn. Chàng vì tự ái mở biếu bạc, dù số bạc kém xa số vàng, song không phải nhỏ. Chỉ vì một phút ngùng cuồng, vẫn một số bạc bên đường. Nghĩ cũng đáng thương hại cho chỗ non dạy của kẻ mới tập tĩnh bước vào giang hồ. Viêu sư phó có ngờ đầu tên đệ tử lại cao hứng như vậy. Sự thể đã rồi, lão làm sao ngăn chặn được nữa. Lão cầu mày, nhưng ánh mắt nhìn tiết thiếu Hoa trách thầm lão đạo nhân khoái quá, chấp tay chữ thập, luôn miệng tán. Lạnh thay, lạnh thay. Quả nhiên, công tử là người tuệ căn. Tuệ căn tạo duyên pháp. Số bạc tặng càng nhiều, duyên pháp càng sâu dày. Một trăm lượng bạc là một số đáng kể lắm. Tiết Thiếu Hòa lấy chiếc bọc đeo bên mình mở ra, cầm một phòng bạc trao cho lão đạo nhân, cung kính thốt lên xin đạo trưởng hãy thù nhận cho. Lão đạo vội chụp số bạc, ý chừng sợ chàng hồi tâm đổi ý chẳng. Viêu sư phó cười lạnh. <cười> có lẽ đạo trưởng tiêu dụng số bạc không mấy hôm thì hết sạch đâu. Lão đạo nhân chớp mắt. Dưới gầm trời này, không phải mỗi cái có thể mang trăm lượng bạc mua cái duyên pháp với lão được. <laughs> Như vậy, Số bạc đó có giúp gì cho lão được bao ngày đâu. Lão quản gia ơi, người cho là công tử bị ta lừa phải không? Lão cười một hơi dài rồi tiếp lời. Vị tiểu cô nương đó trao cho lão đạo số vàng 50 lạng, không có vẻ tiếc rẻ chút nào. Trái lại, còn hân hoan vô cùng. À, đây, lão quản gia xem. Sau khi nhận số vàng lão đạo đi thẳng đến vinh Hòa phú quý lầu chén một bữa nọ say chỉ còn lại bao nhiêu đó thôi lão đạo nhân với tay lấy chiếc bọc của lão đổ ra nền miếu nửa vàng nửa bạc chớp chớp ngời đoạn lão hấp tấp hốt bỏ cả vào trong bọc luôn cả số bạc của tiết thiếu vinh hòa vinh hoa phú quý lầu là một tiểu lầu dành riêng cho bậc hào phú quyền môn danh gia vọng tộc lão đạo không khác nào một hành khất già làm gì dám đến nơi đấy đánh chén? Lão có nói ngoài chẳng? Lão kiếm tiền bằng cách nào lại thừa thái đến độ, dám trường mặt đến một nơi thiền hạ vùng vầy bạc vàng như là cỏ rác? Lão cười hằng hắc. Công tử và lão quản gia thấy đấy. <laughs> lão đạo ở, có vàng, có bạc, dám ăn, dám xài, ờ, có nói ngoài đâu. Viêu sư phó không tin lắm, nhưng lão đạo nhân làm gì thì liên quan gì đến mình mà tìm hiểu lão hỏi đạo nhân qua việc khác, à, này à, đạo trưởng bảo vị à, tiểu cô nương nào mà có việc yêu cầu đạo trưởng vậy? lão đạo nhân gật gật đầu rồi rùn vai rồi cười nhẹ, cũng là một duyên pháp nữa đấy. À, hôm qua cũng vào giờ này vị tiểu cô nương đó cưỡi ngựa đến đây, trước hết nhờ ta tìm hộ cho một người. Tiết thiếu hà chặn lời cô nương đó muốn tìm ai lão đạo nhân cho tay vào mình lấy ra một chiếc tiêu bằng trúc màu đỏ bóng ngời cười tiếp chuyện hết sức là tấu xào. đúng lúc mà lão túng tiền dầu dĩ ngồi ủ rũ một xó thổi mấy khúc tiêu bỗng ngờ cổ nương đó đến mà người cô nương muốn tìm lại là một người thổi tiêu view sư phó chớp mắt ai cô nương đó tìm ai lão đạo nhân vuốt ống tiêu trúc đỏ từ từ thốt lên nàng nói nàng đã tìm mấy hôm rồi khắp thành lạc dương nhưng chẳng gặp một người nào thổi tiêu chừng nàng gặp lão nàng mừng trên chỗ tưởng tượng nàng đình nình lão là người nàng muốn tìm <laughs> đúng là duyên pháp nếu vô duyên thì làm gì nàng gặp được lão mỗi một câu mỗi một chuyện lão đạo cũng lái vào cái duyên pháp của lão, lái vào đó lão sẽ có dịp làm tiền, lái vào đó lão sẽ có dịp bào hòa trên trời dưới đất cho đối phương mê man, rồi lão có cơ hội làm tiền. như vậy còn ai từ khước tặng cho lão ít tiền? Viêu sư phó nóng nảy hỏi dồn, thật sự vị cô nương đó tìm ai? lão đạo nhân a à một tiếng rồi nói. À, nàng bảo người nàng tìm họ thường lão à, lại có một người sư điệt tôn họ thường có phải là tấu xảo hay không Viêu sư phó lẩm bẩm thường thương thương tàng hay là tàng Viêu sư phó giật mình nhưng mà cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp vị cô nương vừa gặp đạo trưởng là tưởng ngày lão là người nàng muốn tìm mưu lão đạo nhân cười hì hì à, nàng có biết mặt biết mày gì người nàng muốn tìm đâu thật sự thì nàng không thể nào nhận thức được người nàng tìm như thế nào thì đúng hơn bởi người đó biến đổi diện mạo bất thường hôm nay thì thế này ngày mai ngày kia thì thế khác người nàng tìm có biệt tài hay cải dùng mạo đến quỷ thần cũng không thể nào biết được Viu sư phó lại giận mình lượt nữa, hỏi tiếp. Rồi uh, sau đó thế nào? Lão đạo nhân bình thản thốt lên. Ờ uh, thì uh, sau đó, lão uh, chỉ điểm cho nàng mấy điều, nàng uh, tặng cho lão 50 lạng vàng này, rồi uh, đi mất. Viu sư phó kinh dị. Lão đạo nhân làm cho nàng hài lòng mà tặng vàng, chắc là cũng có căn cứ chứ. Lão đạo nhân gật đầu. Ừ, dĩ nhiên là phải có chứ. Lão đạo cho nàng biết người nàng muốn tìm. Gần thì ở trước mắt, xa thì cách ngàn dặm. Viu sư phó lại giận mình lần thứ ba. Lão đạo nhân tiếp nói. Bất quá lão chỉ muốn nói. Nếu trước mắt mà tìm không gặp, thì tìm đến chân trời mà chờ. Sẽ gặp mà thôi. Viu sư phó mỉm cười mất đi phần nào sự tự tin. Đạo trưởng nói như thế, nàng hài lòng được ư? Lão đạo nhân hừ một tiếng. Nào phải chỉ có thế thôi mà nàng hài lòng tặng vàng. Lão kề miệng vào tai nàng dỉ một câu. Nàng tin liền và vui vẻ mà đi ngay. Viu sư phó lấy làm kỳ. Đạo trường nói làm sao khiến cho nàng tin ngay. Lão đạo nhân nghiêm sắc mặt nói. Thiên cơ bất khả lộng. Lão vì thương cảm mà tiết lộ một câu với nàng là quá lắm rồi. Đâu dám nói lại cho người khác nghe nữa. Viêu sư phó trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp. Thế hình dạng của nàng uh, như thế nào? Lão đạo chỉ tiết thiếu hòa. Ờ, uh, niên kỳ suy soát công tử đây. Tiết thiếu hòa vội kêu lên. Sư phụ, người nàng tìm rất có thể là tàng lão. Vương sư phó khẽ hò mấy tiếng, Tiết Thiếu Hoa liền im lặng. Lão đạo nhân đưa mắt nhìn chiếc thiết tiêu lùng lẳng bên hồng của Tiết Thiếu Hoa, vừa chỉ vừa hỏi. Công tử cũng thích món tiêu khiển đó à? Tiết Thiếu Hòa gật đầu. Lão đạo nhân ngằn giọng Cứ theo chỗ lão suy đoán, thì vật đó bất lợi cho ai đó mang nó bên mình. Nó là một vật bất tường. Công tử không nên mang nó bên mình. Lão Đào bật cười hà hà. Cũng là một duyên phát nữa đấy. Lão đưa chiếc tiêu trúc nhỏ ra trước mặt của Tiết Thiếu Hòa, trịnh trọng đề nghị. Chỉ bằng công tử đổi nó với chiếc tiêu của lão đi, để tránh cái bất thường cho công tử. Chiếc tiêu của lão, lão mang nó bên mình 7-80 năm rồi. Nó giúp lão gặp rất là nhiều duyên phận tốt đẹp lắm. Viu Sư Phó hử nhẹ. <laughs> đạo trưởng có biết lai lịch trước thiết tiêu này không? Lão đạo nhân mỉm cười. Ờ, chừng như là trong bọn sư điệt tôn của lão, có người có một chiếc thiết tiêu như vậy. Tiết Thiếu Hoa điển nhiên. Chiếc thiết tiêu này là vật của một bậc cha chú để lại cho tại hạ. Tại hạ không thể nào rời nó được. Đa tạ đạo trưởng đã có nhã ý muốn tránh điều bất thường cho tại hạ. Xong không thể vâng lời. Lão đạo nhân gật đầu. Tùy công tử mà thôi. Riêng lão thì lão rất tiếc bỏ dở một duyên pháp. Lão xin cáo từ công tử và lão quản gia. Lão đứng lên vòng tay xá hai thầy trò. Cuối cùng nhìn Tiết Thiếu Hoa một cái. Thoáng rồi bước ra ngoài. Viu sư phó gương mắt sáng ngời nhìn theo lão đạo. trầm nặng suy si tư. Tiết Thiếu Hà nhớ lại tiếng hử nhẹ đêm hôm qua. Liền hỏi. Sư phụ, Lão đạo ấy có phải là người trong võ lâm hay không Viêu sư phó ngừng trọng thần sắc Lắc lắc đầu ờ, Không thể ước đoán được Lão cố giả vẻ huyền bí Bất quá Mình chỉ hiểu lão Là tay lão luyện giang hồ vậy thôi Tiết thiếu hoa do dự một chút Sư phụ Đêm qua trước khi mà mình rời miếu Đệ tử như là có nghe thấy tiếng hử nhẹ Không rõ sư phụ có để ý hay không viu sư phó nhìn sững chàng sao có tiếng người hư rồi lão tặc lưỡi tại sao con không nói cho ta biết tiết thiếu hòa đáp đệ tử thấy sư phụ điền nhiên nên là tưởng mình nghe lầm bây giờ gặp lão đạo này đệ tử mới chắc chắn là có nghe tiếng hư thật viu sư phó trầm ngâm một lúc con nghe được chẳng lẽ ta không nghe được ờ mà thôi bỏ qua việc đó đi. Hãy nghĩ đến việc của mình. Con ngồi xuống đây, nghe ta nói một điều trọng hiếu. Lão ngồi xuống trước, lấy tay chỉ chỗ bên cạnh. Tiết Thiếu Hoa ngồi theo. Chàng nhớ đến trường hợp cha bị kẻ lạ mặt bắt mất, nóng nảy liền hỏi. Sư phụ, phụ thân đệ tử. Viu sư phó cười nhẹ. Đừng nóng nảy con ơi. Việc của phụ thân con đã có tả lo liệu. Bảo đảm không có việc gì đáng ngại. Hiện tại, con phải khởi hành đến Thái Sơn, tại Bạch Nhược Phố một phen. Tiết Thiếu Hoa hấp tấp chặn lời. Đệ tử đến Thái Sơn làm gì hả sư phụ? Viu sư phó lấy trong mình ra một bức cẩm nàng, cùng một tờ kê khai lộ trình trao cho Tiết Thiếu Hoa, nghiêm giọng nói. Nếu đêm qua không xảy ra việc phụ thân con bị người bắt, thì ta sẽ cùng đi với con. Nhưng sự tình đã thế này, ta đành phải để cho con đi một mình. Lão dừng lại, đang hắng mấy tiếng rồi nói tiếp. Con năm nay đã 18 tuổi, trưởng thành rồi, không còn nhỏ dại gì nữa. Võ công lại khá là cao. Trừ mấy nhân vật thượng đỉnh ra, trên giang hồ rất hiếm người địch nổi con. Do vậy, ta không mấy lò ngại. Còn như đến Thái Sơn làm gì, thì ta đã ghi rõ trong bức cẩm nàng này đến nơi còn mở ra sẽ rõ và dò theo lộ trình của ta mà tuận từ hành động. Cần nhớ là đến Bạch Nhược Phố rồi mới được mở cẩm nang ra xem. Tiết Thiếu Hoa tỏ vẻ lo ngại. Sự việc có vẻ trọng yếu lắm phải không, sư phụ? Viu sư phó lại nói tiếp. Đương nhiên là trọng yếu rồi, sau này còn sẽ rõ. Tiết Thiếu Hà lại hỏi, tại sao lại phải đến Bạch Nhược Phố mới được mở ra xem? Viêu Sư Phó trầm gương mặt. Cũng phải có lý do gì mới được chứ? Xong còn không nên tìm hiểu, cứ theo lời của ta mà hành động. Tiết Thiếu Hào còn muốn hỏi thêm, thấy ánh mắt nghiêm nghị của sư phụ lại thôi. Viêu Sư Phó điểm một nụ cười. Con đừng suy nghĩ viển vông. Nếu bảo con đi như vậy, là ta có an bài mọi việc về phần phụ thần của con, con cứ yên tâm, ta đã có chủ trương rồi. Tiết Thiếu Hà gật đầu, đệ tử tuân theo lời sư phụ. Viêu sư phó lại tiếp, còn một việc nữa ta suýt quyền mất. Từ nay, con đừng dùng tên Tiết Thiếu Hà của con. Tiết Thiếu Hà lấy làm lạ. Tại sao vậy sư phụ? Không xưng là Tiết Thiếu Hà thì xưng làm sao? viu sư phó mơ màng một lúc rồi nói ta đã dự liệu cho con một cái tên mới từ này trở đi con cứ xưng là thiếu lặng tiết thiếu hoa càng kinh dị hơn đệ tử tưởng uh, viu sư phó chặn lại cái tên đó không tốt à tiết thiếu hoa giải thích uh, tốt tốt lắm chứ nhưng đệ tử muốn biết lý do đổi tên này Viu sư phó ngừng mặt lên không, thân sắc rào rào. Lâu lắm, lão mới gật đầu thốt lên. Phụ thân con tên là Lăng. Con cũng lấy tên Lăng, cũng được lắm chứ. Tiết Thiếu Lăng, con của Tiết Đạo Lăng à? Tiết Thiếu Hà lắc đầu. Con không có ý phê phán cái tên như thế nào. Con chỉ lấy làm lạ. Bỗng dưng sư phụ muốn con đổi tên khác chơi. Có phải là tránh sự truy tầm của địch hay chăng? Vương sư phó nhẹ đặt tay lên vai của chàng, cười gượng. Ta đã bảo con không nên nghĩ ngợi xa xôi. Sự cải tên đó hẳn là có một nguyên nhân trọng đại mà hiện tại con không nên tìm hiểu. Bất quá, ta chỉ có thể cho con hiểu như thế mà thôi. Khi con xưng là tiết thiếu lăng, thì ai ai cũng biết con là giọt máu của tiết thần y. Sau này, con có thể khôi phục lại tên cũ là tiết thiếu hỏa nếu con muốn sự thay đổi tên chỉ có tính cách tạm thời mà thôi lão lại nhắc con hãy lên đường cho sớm cứ vững tin ở ta ta cầu chúc cho con được bình an tiết thiếu hoa quyến luyến sư phụ có thể cho con biết danh hiệu được không viu sư phó mỉm cười nói con đã hỏi ta câu đó bao nhiêu lần rồi không phải là sư phụ cố tầm giấu giếm. Chẳng qua chưa đến lúc phải tỏ rõ cho con biết mà thôi. Và lại từ lâu rồi, ta không dùng đến danh hiệu đó nữa. Có nói giả cũng không ích lợi gì cho con. Đến Thái Sơn rồi, gặp được người con cần gặp. Dù con không hỏi, người ta cũng tiết lộ ra sư phụ là ai. Tiết Thiếu Hà đứng lên. Viu Sư Phó nhìn lại một lượt, đột nhiên a à lên một tiếng. À mà khoan đi con ạ. À. Tiết Thiếu Hoa hỏi nhanh. Sư phụ có điều gì dặn thêm ư? Ừ? Viu Sư Phó tiếp lời. Ờ à, chuyến đi này đường không xa lắm mà cũng không thể gọi là gần. Con lại xuất hiện lần đầu tiên trên trốn giang hồ. Vậy không nên để lộ trần tướng. Tiết Thiếu Hoa kinh dị. Sư phụ muốn đệ tử cải dung mạo ư? Ừ? Viu Sư Phó mỉm cười đúng vậy. Nếu không, chỉ cần nhìn thoáng qua là ai cũng biết con lờ con cừu non lạc lõng trên dòng đời. Theo ý tả, con nên điểm tô sắc diện cho sạm hơn một chút. Màu sạm của dày dạn gió sương, mưa nắng còn ạ. Tiết Thiếu Hoa không tin lắm là sự cải sửa dung mạo rất là cần, song không dám trái lời sư phụ, liền ngồi xuống, lấy hộp gấm đựng các vật dụng ra, bắt tay vào việc sau mấy phút từ một công tử mặt ngọc chàng biến thành một người có da mặt tím sầm viêu sư phó gật đầu tỏ vẻ rất là hài lòng à, được được lắm đó bây giờ thì có thể đi rồi ta cũng đi luôn đây thu xếp các vật dụng xong tiết thiếu hoa cũng đứng lên theo viêu sư phó ra ngoài đến chỗ cột ngựa thấy chàng lên ngựa xong viêu sư phó khoát một cử chỉ tay ta cũng đi ngay bây giờ con phải nhớ lời ta dặn. Từ này, con là Tiết Thiếu Lăng. Có nghe chưa? Lão cũng nhảy lên ngựa, dục vó liền. Tiết Thiếu Hà nhìn theo bóng lão, lòng trang tràn ngập muôn vàn nghi vấn. Tại sao bao nhiêu diễn biến dồn rập? từ cái vụ giao đấu trong long môn ngũ quái đến việc chúng bị bắt rồi phụ thân của chàng bị bắt. Sau cùng, là cuộc viễn du đến Thái Sơn của chàng. Ngân ấy việc có liên quan đến nhau nó xuất phát từ nguyên nhân nào. Bao năm qua, chàng từng gặp View Sư Phó kể cho chàng rất là nhiều sự việc xảy ra trên trốn giang hồ. Chàng không có quá nhiều ngu xuẩn, tưởng rằng có hạng người tại bà tuyệt đối. Cho nên, chàng không lấy gì làm lạ khi bọn Long Môn Ngũ Quái cúi đầu chịu ở xích trước bọn nhà dịch trá hình. Chàng tự hỏi, bọn nhà dịch thật sự là bọn người như thế nào mà Long Môn Ngũ Quái không dám kháng cự? Chàng lặng người suy tư một chút, đoạn ra dòi cho ngựa chạy nhanh theo hướng nam. Khi hoàng hôn rũ xuống, trang đến Nhữ Châu. Nơi đây là chỗ giáp giới của hai đường Nam Bắc. Tự nhiên, khách du hành phải dừng chân lại ở đây lúc đêm về. Xe ngựa dập dìu, người đi đông đúc, náo nhiệt phị thường. Tiết thiếu lăng cho ngựa vào thành, ven theo đường phố, định tìm khách sạn để mà nghỉ chân. Đến một con đường lớn, chàng thấy phía trước một lão già tóc ngắn đến tai, bạc trắng, vận đạo bào rách dưới. Chàng nhìn kỹ hết sức là kinh ngạc, nhận ra đó chính là đạo sĩ Dù Phương chàng đã gặp buổi sớm mai tại miếu thổ địa dưới chân gò tả già. Chàng thầm nghĩ, từ Lạc Dương đến đây, đường xa hơn 200 dặm, tự chàng có tâm sự khẩn cấp bên mình, lại đi bằng ngựa, thế mà phải mất trọn một ngày. Còn lão đạo làm sao lão lại đến nhữ châu trước chàng? Nếu lão dùng thuật khinh công, thì thuật đó phải luyện đến mức siêu thượng mới vượt được đoạn đường dài dễ dàng như vậy. Chàng cho ngựa đến gần lão đạo nhân, nghe lão vừa đi vừa cao giọng rào. Đạo sĩ Mậu Sơn, Ngao Du Thiên Hạ, kẻ hữu duyên từ ngàn dặm đến, kẻ vô duyên trước mắt bỏ qua. Màn mác hồng trần, biết ai là kẻ hữu duyên. Duyên pháp khó thành tựu thầy Đúng là một dù phường đạo sĩ chuyên hóa duyên khắp các nẻo đường. Lúc còn tại miếu thổ địa, Tiết Thiếu Lăng kính phục lão bao nhiêu thì hiện tại chàng khinh thường lão bấy nhiêu. Khinh thường vì lão khoát cái lốt đạo sĩ chuyên làm tiền người trong thiên hạ. Chàng không lưu ý đến lão nữa, chuyên lo việc của mình. Vào đến khách sạn, chọn phòng xong gọi cơm nước, Chàng nghỉ ngơi một lúc. Theo thường lệ, vận công phu lấy lại sức khỏe tiêu hào trên đường dài. Rồi lên giường đánh luôn một giấc. Sáng ra chàng tỉnh dậy. Tìm chiếc bọc lấy y phục thay đổi. Bất giác chàng sửng sốt. Chiếc bọc còn nguyên. Tiền bạc còn nguyên. Nhưng chiếc thiết tiêu đặt bên dưới chiếc bọc đã biến mất rồi. Thay vào đó là chiếc thiết tiêu trúc đỏ của lão đạo sĩ Dù Phương chiếc trúc tiêu dài độ bà thước màu đỏ bóng, bên ngoài có chiếc bao bố thổ cạch. Tiết Thiếu Lăng vô cùng phẫn nộ, không còn nghi ngờ gì nữa. Lão đạo sĩ đã thừa lúc đêm hùm, đột nhập vào phòng, đánh cháo vật của chàng. Chàng cầm chiếc trúc tiêu lên, thấy bên dưới có một mảnh giấy nhỏ. Bên dưới có một dòng chữ nhỏ. Người trẻ tuổi, người với ta là hai kẻ hữu duyên, nên mới cùng gặp nhau tại đất Nhữ Châu này. Chiếc tiêu của ta có chỗ diệu dụng lắm đó, đừng khinh thường. Sánh với thiết tiêu của người còn trên xa mấy bực. Ta nào có muốn đổi chác gì đâu. Chẳng qua vì cái hữu duyên mới nhau nên buộc lòng ta phải rời vật quý của ta. Người hãy lượng xét, chắc người cũng muốn biết chỗ diệu dụng của nó. Đào kiếm chém không đứt, lửa không cháy, nước không thấm. Khi thổi lên, âm thanh huyền diệu khôn cùng. Nếu người không tin thì cứ thí nghiệm xem. Trên thần tiêu có một đoạn khúc ta soạn thành bằng 80 năm công phu đấy. Người cứ tập thổi đi rồi sẽ thấy chỗ mầu nhiệm. Tiết Thiếu Lăng dù là tức uất cùng cực cũng phải bật lên cười. Đã trộm của người ta lại còn khoác lác, nghĩ không còn ai chờ chẽn hơn lão. Rồi chẳng nghĩ, võ công của ta gồm các tinh hoa của thần phụ, lại còn được sư phụ chỉ điểm tận tình. Vậy mà không hay biết có người vào phòng đánh đổi vật dụng. Lão đạo này hẳn không phải là tay tầm thường. Chàng nhìn lên nóc phòng, không thấy một dấu vết khả nghi. Chàng nhìn ra khung cửa, then vẫn còn cải chặt. Chàng không khỏi kinh hãi, tự hỏi lão đạo sĩ do ngả nào vào phòng. Chàng căm hận lão đạo vô cùng. Vừa chen chân vào giang hồ mới được một hôm tròn, thì đã để mất vật phụ thân rất là quý. Bởi đó là vật kỷ niệm của tàng lão tiền bối. Không còn làm gì hơn, chàng cầm trúc tiêu lên xem. Trên thân tiêu quả lờ có một điệu khúc, gồm 9 đoạn, mỗi đoạn 9 cầu, chữ khắc nhỏ như là hạt mè. Nhưng chàng còn thời giờ đầu để mà đọc hết điệu khúc đó. Việc đến Thái Sơn rất là khẩn cấp. Chàng thanh toán tiền nong ăn và trọ xong, mang hành trang và chiếc trúc tiêu lên đường từ đất dư vào đất sở, từ sở vào tường châu. Nơi nào viêu sư phó cũng có an bài nơi ăn trốn ở cho tiết thiếu lăng. Chàng cứ chiếu theo tờ kê khai lộ trình đến nơi nào phải có khách sạn nào. Mỗi đoàn đường phải tạm nghỉ ở tại địa phương nào. Làm y như vậy nên là cũng đỡ vất vả hơn. Một hôm vào giờ ngọ, chàng đến phủ Thái Sơn. Thái Sơn là một tỉnh lỵ của hạt tường Nam nơi đầu mối giao thông của cả lục và thủy đạo. Thị trấn vô cùng phồn thịnh. Y theo lộ trình, trước hết, tiếp Thiếu Lăng tìm đến khách sạn cất hành trang, rồi mới bóc cầm nang ra xem. Tràng đến tường rằng lão điếm dừng ngựa lại, thuê một căn phòng khá là thành tịnh, nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, chàng không kịp đóng cửa phòng, vội vàng vặn cao ngọn đèn, mở bọc lấy bức cầm mang ra. Bóc niền bọc ra, Bút đích đúng là của viêu sư phó, viết theo lối thảo. Bức cầm nang viết như sau. Thiếu hạ, trước hết sư phụ hỏi con, con có y theo lộ trình thẳng đến Thái Sơn không? Đúng ra sư phụ phải đồng trình với con, nhưng phải để cho con nếm mùi tân khổ trên dặm dài. Như vậy là giúp cho con thu thập thêm kinh nghiệm giang hồ. Hiện tại con đã đến nơi rồi, sư phụ đã yên tâm phần nào. Trong khi thân phụ của con bị bọn ác tạc bắt đi, sư phụ lại bảo con đến Thái Sơn, tự hộ như là ngược với đạo hiếu. Xong sư phụ tự tin, mình đủ sức cứu nạn cho người, nên bất chấp tiểu tiết đó. Lúc con mở phòng cẩm nang này, đọc ra, thì phụ thân con đã trở về nhà rồi. Con cứ tin như thế, để an lòng lo việc khác. Tiết Thiếu Lăng sửng sốt thầm nghĩ. Vậy ra sư phụ sai ta đến Thái Sơn không phải để tìm người trợ lực cứu nạn cho cha. Chàng đọc tiếp. Con từng nghe sư phụ đề cập đến một việc trọng yếu. Vì việc trọng yếu đó nên sư phụ sai con đến Thái Sơn. Sở dĩ sư phụ không cho con biết nguyên nhân, sợ con hỏi mãi mà sư phụ không tiện trả lời. Bây giờ đã đến lúc ta thổ lộ cho con biết. Việc trọng yếu đó chính là mối huyết hải thâm thủ mà con cần phải thanh toán huyết hải thâm cửu tiết thiếu lăng biến sắc nếu là huyết hải thâm thủ thì chẳng hóa ra cha mẹ chàng bị sát hại rồi sao chàng lại đọc con nên dằn tính nóng phải hết sức là dè dặt tập tánh kiên cường mới mong trả được mối thù không đội trời chung đó tiết thiếu lăng cầm chắc tờ cẩm nàng tay run run đầu chàng nhức buốt như là bị một chiếc côn đập vào có thể cha mẹ chàng đã bị sát hại rồi chăng không thể như vậy được. Lúc View sư phó viết bức cẩm nang này, cũng như là lúc trao cho chàng thì Tiết phu nhân còn sống. Dù có xảy ra điều gì bất hạnh thì chỉ xảy ra cho một mình Tiết thần y còn kẹt trong tay của ác tặc. Chứ mẹ chàng chưa việc gì kia mà. Và lại View sư phó quả quyết, là hiện tại cha chàng đã được cứu thoát và trở về nhà rồi. Thế nghĩa là gì chứ? Tại sao View sư phó lại bảo chàng có mối huyết hải thâm thù? Chàng đọc tiếp. Con không nên quá thương tâm, bởi con không phải là dòng dõi của Tiết Thần Y. Tiết Thiếu Lăng kinh dị hấp tấp xem mấy dòng chữ kế. Con là con trai của một vị cố nhân của Hắc Thánh Thần Tiểu Du Long Tàng Cửu. 12 năm trước, cha mẹ ruột con bị sát hại, con cũng bị trọng thương. Tàng Đại Hiệp nhờ đến Tiết Thần Y chữa trị cho con suốt một năm dài mới lành mạng. Sự tình như thế nào, ta chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Sau này con gặp Tàng Đại Hiệp, người sẽ áp thuật tận tường cho con hiểu. Tiết Thiếu Lăng rời lệ. Thì ra cha mẹ ruột của chàng đã chết về tay kẻ thù. Còn vợ chồng Tiết Thần Y là nghĩa phụ và nghĩa mẫu. Chàng tự hỏi, cha mẹ ruột là ai, ở đâu, vì nguyên nhân nào mà có mối tử thù đến nỗi bị sát hại. Thời kỳ thơ ấu không còn ghi một ấn tượng nào trong tâm não của chàng. Bất quá, chàng mang máng nhớ là mình ở tại một ngọn núi. Chàng có lần hỏi tiếp phu nhân, phu nhân hàm hồ đáp ứng. Chàng đọc tiếp: "Thiếu Hòa chính thật là tên của con, giờ thì có lẽ con hiểu đại khái tại sao ta bảo con đổi tên cải dùng mạo. Võ công của con chưa đủ để chế ngự kẻ thù, thì tốt hơn hết nên ẩn núp dưới danh nghĩa của nhà họ Tiết, tránh sự chú ý của kiểu già. Tiết thần y tinh thông võ học đã chuyển hết lại cho con. Ta cũng tận tình chỉ điểm cho con trong suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, sở đắc của con sánh với kẻ thù còn cách xa như trời với vực. Chưa chắc con đã tự bảo vệ an toàn, nói gì đến báo thù rửa hận. Muốn cho con đủ sức trả thù, ta sai đến Thái Sơn. Đến nơi rồi, liền ngày hôm sau phải gặp Bạch Nhược Phố, tìm gặp Trương Quả Lão. Theo ta biết, Lão Trường là chỗ thân quen với Tàng Đại Hiệp. Có điều lão ấy lạnh nhạt tính, ít giao thiệp với con. Con hãy cố mở chiều chuộng lão. Con hãy xuất trình trước thiết tiêu làm chứng cớ. Nói rằng, vâng lệnh Tàng Đại Hiệp đến đây nhờ lão giới thiệu con với một bậc dị nhân. Có thể lão không từ chối đâu. Được bậc dị nhân đó thủ nhận, con không còn lo sợ kém tài báo thủ nhà nữa. Từ nay, con hãy khắc khổ luyện tập, đừng phân tâm lo nghĩ việc nhà sẽ có dịp ta đến thăm con. Đọc xong bức cầm nàng, Tiết Thiếu Lăng ngây người như là tượng gỗ. Dùng thiết tiêu làm chứng cớ. Thiết tiêu đã bị lão đạo sĩ Du Phương đánh cháo mất rồi còn đâu. Tâm thần bấn loạn, trí óc quay cuồng. Điều mà chàng lo ngại nhất là không có chiếc thiết tiêu, chắc chắn trường lão quả không tin chàng. Tuy nhiên trước việc đã rồi, chàng còn làm sao xoay chuyển tình hình. Dù sao thì chàng cũng phải thử đến trường lão quả, xem thái độ của lão như thế nào rồi hắn tính. Sáng sớm hôm sau, chàng thanh toán tiền cơm tiền trọ xong, hỏi đường cưỡi ngựa đến Bạch Nhược Phố. Bạch Nhược Phố là một thôn nhỏ, độ vài mươi nóc nhà về hướng Tây, dưới chân Nhạc Ly Sơn. Cư dân gồm những nông phu chất phát, thật thà, an phận trong cuộc sống bình tĩnh. Tiết Thiếu Lăng đến Bạch Nhược Phố, cho ngựa đi chậm chậm, định tìm người hỏi thăm nhà tại đầu đường dẫn vào thôn bên cội cây cao lớn có một lão nhân ngồi ngắm trời mây giáng dấp ung dung nhàn hạ tiết thiếu lăng dụng ngựa đến gần nhảy xuống đất vòng tay cùng kính hỏi kính chào lão trượng nơi đây có phải là bạch nhược phố hay không lão nhân nhướng mày nhìn chàng đúng rồi khách quan muốn tìm ai tiết thiếu lăng đáp tại hạ muốn tìm trường quả lão. Ờ, chẳng hay, gia cư của trường tiên sinh ở về hướng nào? Lão nhân gật đầu. Trường khách quan tìm ai, chứ trường quả lão thì dễ chỉ lắm. Lão ấy thông thạo địa lý, chuyên xem hướng nhà xây nhà, chọn đất mộ cho người. Nhà lão ở tận cuối thôn, nằm về hướng tây. Khách quan cứ đi là tới gặp. Nhưng mà phải nhanh chân lên nhá, không khéo lao lại xuất ngoại không biết phải chờ đến bao giờ lão mới trở về, ở phiền lắm đấy. Tiết Thiếu Lăng cung kính vái chào. Đa tạ lão trượng. Chàng nắm cương dắt ngựa tiến lên theo hướng của lão nhân đã chỉ. Chàng thầm nghĩ, thì ra cái lão trường này là tay địa lý. Nhìn theo bóng chàng, lão nhân điểm một nụ cười, tự lầm bầm. Kiếm trưởng quả lão, ai cũng kiếm lão. Người kiếm lão sao mà nhiều quá vậy? nụ cười của lão có vẻ bí mật, câu nói của lão có vẻ mờ hồ. Dù Tiết Thiếu Lăng có nghe cũng không hiểu nổi. Cuối thôn nơi hướng Tây, dựa chân núi, có một ngôi nhà tường đất mái tranh. Từ xa Tiết Thiếu Lăng đã thấy một tấm bảng dựng cạnh cổng ra vào, nơi có bảy chữ to lớn. Trường quả lão, biến lý âm dương. Tiết Thiếu Lăng cột ngựa vào cội cây gần đó, đoàn bước đến gần cửa, gõ nhẹ mấy tiếng, rồi cất giọng cung kính có tiên sinh ở nhà không bên trong có tiếng người hỏi vặn lại vọng ra ai à đấy cứ vào đi cửa đóng hở trang xô vẹt cánh cửa vào bên trong cách bài trí rất là đơn giản vật dụng chỉ gồm hai chiếc ghế tre và một chiếc bàn gỗ tạp cũ kỹ ngôi nhà chưa làm hai phần phần trước làm gian tiếp khách phía sau là ngoạ phòng và gian nhà chú. Trường như trường quả lão không hề quét dọn từ ngày dựng ngôi nhà, nên rác dưới bừa bãi khắp nơi. Rác đã lên mốc, một mùi thoang thoảng sông lên trong không gian, khó ngửi vô cùng. Chàng vào trong đứng đợi không lâu, từ phía hậu phòng một lão nhân bước ra. Lão nhân vận áo dài bằng bố màu trò xanh, tác độ hơn 60, hình vóc khô ốm. Một tay cầm chiếc địa bàn, tay kia cầm chiếc gậy mây. Trông dáng điệu đó, Tiết Thiếu Lăng biết là lão sắp sửa xuất ngoại. Lão nhìn chàng, điểm một nụ cười tươi, thốt lên. Tướng công đến kịp lúc quá đấy. Chậm một lúc là lão phu đã đi rồi. Lão đặt chiếc địa bàn lên bàn, tay kia vẫn cầm gậy mây nói tiếp. Ờ ngồi, ờ, tướng công ngồi xuống đi. Tiết Thiếu Lăng vòng tay nghiêng mình. Ờ, tại hạ đến bất ngờ, làm phiền tiên sinh rồi. Trương Qua Lão cười nhẹ. Có gì đâu. Tướng công không nên khách sáo. Lão Phu chuyên xem phong thủy cho người đời. Nuôi sống qua ngày nghề. Buộc phải tiếp khách. Khách đến là có tiền ăn, tiền mặc. Làm gì có sự phiền nhiễu mà tướng công lo ngại. Rồi Lão vào đề ngay. Tướng công muốn xem âm trạch hay là dương trạch. Âm là chọn phận mộ. Dương là chọn nền, chọn hướng xây nhà, Xong cả hai điều đó không phải là mục tiêu của Tiết Thiếu Lăng. Chàng lắc đầu. Tại hạ không có ý nhờ tiên sinh xem phong thủy. Trương Quả Lão thoáng trầm gương mặt. Vậy công tử đến đây làm gì? Tiết Thiếu Lăng chính xác. Tại hạ từ Lạc Dương đến đây. Trương Quả Lão trố mắt. Từ Lạc Dương đến đây? Dòng Lão trở nên lạnh lùng, mất hết vẻ niềm nở ban đầu từ ngạn dặm đến đây lại không phải vì mục đích xem phong thủy hay là giải trạch bất an. Ờ không, Lão Phu không chịu đi xa đâu. Tiết Thiếu Lăng vẫn lắc đầu. Ờ cũng không phải là việc xem giải trạch. Tại hạ vâng lệnh một vị thuộc hàng cha chú, không ngại đường xa đến tìm Lão Tiền Bối. Trường Quả Lão cười lạnh một tiếng. Hay, ai, ai là Lão Tiền Bối của tướng công? Vị thuộc hàng cha chú đó có liên quan gì đến lão phù? Tiết Thiếu Lăng giật mình thầm nghĩ. Lão này đúng là nhìn vào sự việc gì cũng đều tưởng đến mối lợi trước tiên. Nghe nói mình không xem phong thủy là thay đổi thái độ liền. Chàng bất mãn vô cùng, xong nhớ đến lời dặn dò của viêu sư phó, bà mình phải hết sức chiều chuộng lão, đừng làm cho lão phật ý. Chàng đành phải dằn tính nóng, cố dịu giọng cung kính thốt lên vị cha chú của tại hạ là một cố nhân của lão tiền bối. Trương quả lão khoát tay. Lão Phu chẳng hề quen biết ai. Lão Phu ngoài cái việc xem phong thủy cho người, không giao dù với ai, làm gì có bảng hữu chứ. Tiết thiếu lăng ngây người trước thái độ trắng trợn của trường quả lão. Trong lúc bẩn thần, Trang còn biết nói gì. Trường quả lão lạnh lùng nhìn Trang một lúc lâu, rồi ngồi xuống chiếc ghế treo hỏi. Người tên họ là gì? Chàng điểm một nụ cười chua chát. Thêm một lần nữa, chàng nhận xét con người đối diện nuôi dưỡng một tinh thần vụ lợi quá là mạnh. Lão tưởng chàng đến xem phòng thủy, chắc là sẽ có món thù lao béo bở, nên gọi từng chàng là tướng công. Rồi khi biết chàng vì mục đích khác mà đến đây, lão đổi cách xương hồ liền. Tuy nhiên, chàng thành thật đáp. Tại hạ tên họ là Tiết Thiếu Lăng. Trường quả lão mờ màng tiết thiếu lăng từ lạc dương đến bỗng lão vụt nhìn chàng thân y tiết đạo lăng là gì của người tiết thiếu lăng nghiêm mình là thân phụ của tại hạ lão a à lên một tiếng rồi gật đầu người là con của tiết thần y người tìm ta có việc gì giọng nói của lão vẫn lạnh lùng song gương mặt đã có phần dịu lại Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ, sư phụ bảo ta cải tên, quả là có chỗ diệu dụng. Chàng cung kính trình bày. Tài hạ đến đây, quả không phải là do ý của thần phụ, mà là do lệnh của vị cha chú. Trường quả lão gằn giọng. Vị uh, cha chú đó là ai? Tiết Thiếu Lăng ngó thẳng vào mắt của lão. Một lão tiền bối, họ tàng, tên cửu, giang hồ gọi là Hắc Thánh Thần Kiều. Trái với sự chờ đợi của Tiết Thiếu Lăng, dường như Trương Quả Lão đã biết trước việc đó rồi. Lão không có vẻ gì lấy làm lạ. Lão hừ lạnh. <laughs> việc của tang lão đầu, mặc lão ấy lỏa liệu, tìm đến tả làm gì? Lão thốt câu đó để tự nói với mình, không phải hướng về Tiết Thiếu Lăng nên chàng không mở miệng. Chàng tự nghĩ, đúng là lão này có quen biết với tang lão tiền bối. Lão đưa tay vuốt tròm dầu nghiêng nghiêng mặt hỏi Lão ấy uh, nói gì với ngươi? Tiết Thiếu Lăng không dám mất lễ độ, nghiêng mình đáp Ờ, uh, tàng lão tiền bối, dạy tại hạ đến đây nhờ lão tiền bối, thanh toàn cho một việc Là giới thiệu với một vị cao nhân, thu nhận tại hạ là môn đồ Trường quả lão chặn lại Sao? Muốn uh, lão phu giới thiệu với ai? Đôi mắt của lão chớp chớp tinh quang sáng ngời, Lão nhìn Tiết Thiếu Lăng một lúc rồi nói tiếp Lão ấy không bảo với người là ta phải giới thiệu với ai à Thân phụ của người tinh thông võ học của hầu hết các môn phái Sao người không học với người lại mang thân tìm nơi khác Tiết Thiếu Lăng xúc động tình cờ Tưởng rằng Trương Quả Lão và Tàng Lão Tiền Bối có mối giao tình thân mật Hai người đã nói với nhau về thân thế của chàng Do đó Lão Trương không tỏ vẻ gì kinh ngạc khi mà chàng trình bày lý do đến đây. Trái lại, dường như lão đã chuẩn bị thái độ đối phó với sự tình sẵn rồi thì phải. Chàng cung kính thốt lên. Tàng lão tiền bối từng bảo, tại hạ có mối huyết hải thâm thù. Nếu không nhờ tiền bối thường tưởng đến, thì suốt đời tại hạ không thể nào báo cửu được. Trường quả lão chớp chớp mắt. Lão ấy đã nói rõ với người như vậy hay sao? Tiết Thiếu Lăng thoáng hy vọng, thầm nghĩ thì ra mình đoán đúng Lão này biết rõ thân thế của mình Đột nhiên trường qua lão lắc đầu Ờ à, không Không được rồi Lúc đó thật sự lão có hứa với tàng lão đầu Là sau này sẽ tìm cách giới thiệu với ân sư Nhưng mà mấy năm sau này Ân sư lập ý Không tiếp kiến người ngoài Không buồn nghe đến việc trần gian Thanh thừa lão không thể giúp được Tiết thiếu lăng vỡ lẽ vị cao nhân đó không ai khác hơn là sư phụ của trường quả lão Và tàng lão tiền bối đã lo liệu cho chàng từ lâu rồi Bây giờ nghe trường quả lão khước từ không giới thiệu chàng với vị cao nhân Chàng nhớ đến mối thù của cha mẹ Thấy không còn hy vọng báo phục được mối thù sâu như biển nặng như non đấy Bất giác chàng rơi lại quỷ xuống Lạy theo lễ bái sư sụp lạy mấy lệnh Vạn bối, vạn bối có mối thù phụ mẫu Mối thù đó không thể không báo phục. Xin cẩu lão tiền bối, hãy thành toàn cho. Trương quả lão vội đứng lên, tránh sang một bên. Người đứng dậy đi. Lão hừ một tiếng nhẹ nói. Người nói tàng lão đầu sai người đến. Lão có trao cho người một tín vật gì làm bằng chứng hay không? Tiết thiếu lăng thầm kêu khổ, ấp úng nói. Tàng lão tiền bối có trao cho vạn bối một chiếc thiết tiêu làm bằng làm bằng trường quả lão chớp mắt đầu thiết điều đầu